Chào các bạn, một ván cờ tàn khốc tới tận cùng giữa ngôi sao số 1 kỳ đàn Trung Hoa, kẻ ngoài hành tinh Vương Thế Nhất và tiểu cử nhân Tả Tĩnh, đệ tử chân truyền của một tay cờ huyền thoại Hồ Vinh Hoa ở giải Bằng Thành năm 2023. Đây đã là ván cờ nhanh khi cờ tiêu chuẩn, ta cầm đỏ và trận chưa được bao lâu từ lực đã đấu đổi gần hết mà thành hòa. Lần này đổi lại Vương Hành Tiên ra trận bằng phi tưởng. Thông thường ở một ván cờ nhanh hoặc là cờ chớp, các kỳ thủ đương thời rất hạn chế sử dụng không đồ phó trận, tức là thủ trước rồi công sau. Có lẽ với Vương là một ngoại lệ khi mà phi tưởng đã trở thành trấn sơn bảo pháp của anh. Hãy cùng xem những chiêu thức ở trong cuộc này. Tả đối phó theo lệ thường, lấy pháo dĩ ra ngay. Vương tiếp tục tiến xe đầu tiên khởi hoành ra trận. Tả Tĩnh dùng mã nhảy ra biên ải. Vương tức tốc khởi hoành xe để phục vụ cho mưu đồ, bình sườn để bắt pháo, dĩ dương lên. Nhờ vậy mà quân xe này đã thông suốt rất nhanh. Lựa chọn tiếp tục là binh biên tiến một để kiềm chế trước, cũng như mở sẵn đường để mã 8 phía sau có thể ra trận. Tả Tĩnh lấy C1 bình 2, rồi Vương nhảy mã ra biên ải. Tả tiếp tục tượng 7 tiến 5 củng cố chắc về đội hình, rồi Vương tiến xe thẳng 3 nước, chuẩn bị có thể dùng mã 9 tiến 8 bắt xe ngay. Tả đối phó một cách thông thường, tiến xe qua hà, Vương dùng binh 3 tiến 1. Tới đây Tả tiếp tục để phát triển cánh còn lại, pháo khép vào trước, Vương Thế Nhất pháo 8 bình 7, rồi Tả dùng mã 8 tiến 7 ngay. Sau khi Vương cũng dùng mã mà quăng lên chuẩn bị đối phó trình tề, với việc xe còn lại của đối phương sẽ chốt trận. Tả Tĩnh lấy xe bình sang truy đuổi, Vương nhảy mã ngay cửa hà, nhờ đòn pháo gánh để hỗ trợ, không phải là xe 1 bình 2. Âm mưu thực sự của Vương là gì? Tả tiến xe cửa hà, Vương lấy xe bình 3 ngay. Tả dùng binh biên tiến 1 để mời đối tư khác. Vương sớm chấp nhận việc này, xe của Tả đã tiêu diệt, rồi nhanh như cắt. Thực lợi mà anh thu về được chính là một trung binh của đối phương, đe dọa vào quân mã 7. Nhưng đòn đánh để giải quyết lúc này của Tả mới thật sự là bất ngờ. Dùng pháo này di chuyển, kích đổi, nhưng lại lao thẳng vào trận địa của đối phương, để cho Vương xích mã này mà tiêu diệt trước. Còn hẳn nhiên, ở đoạn vừa rồi, nếu như Vương dùng mã để quay về tuyến hà, không thể nào tránh khỏi việc Tả chỉ cần một phát lấy pháo này xuyên thẳng sang cánh còn lại và sẽ kết hợp với sông xe, pháo, hình thành ra một thế tiến công nhất định, mà hình cờ của Vương chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi một cuộc cờ đầy áp lực. Còn tới đây, mọi chuyện đã đơn giản hóa đi rất nhiều. Tả lấy pháo này để tiêu diệt và Vương phòng thủ với đòn dùng pháo phi xuyên tâm đã bổ xi lên. Tả tới đây lại điều xe sang cánh còn lại, tiện cả đôi đường công lẫn thủ, vừa ra cố thêm thành trì ở phía cánh trái tương đối mỏng yếu này, và cũng như chuẩn bị dùng mã 1 tiến 2 ra trận mà chẳng còn lo ngại xe đứng chỗ này sẽ bị mã che mất. Còn tới đây thì Vương lại bình xe sang truy đuổi, một pháo đơn lẻ chính thức đã rơi vào hiểm cảnh. Tả Tĩnh lấy pháo để tạt biên ngay, rồi Vương dùng xe tiến thẳng hai nước. Đây chính là một điểm mà Vương có thể khai thác ngay chốt bảy của Tả, không thể nào giữ nổi. Nhưng anh cũng tìm ra cách để đánh trả rất nhanh. Xe 8 tiến thẳng hai trường, hoặc là chốt biên, hoặc là chốt ở giữa trung lộ. Vương không tài nào có thể giữ nổi. Không phải là lấy xe này để diệt chốt trước. Vương giả hoạt, pháo 7, bình 6 ngay. Nước cờ này mang thêm một âm mưu rất kín kẽ của ngoại tinh nhân. Tức là việc Tả Tĩnh lấy xe này tiêu diệt sang chốt biên tới xe toi mạng hoặc là giữ nguyên thì cũng vậy. Pháo của Vương chỉ cần tiến một, hai xe của Tả lúc này không thể nào tránh khỏi chuyện sinh ly tử biệt, đồng nghĩa với bài trận. Còn cách khác, lấy xe này tiêu diệt vào chốt trung lộ thì sao? Đơn giản là Vương xích pháo để chìm đáy ngay. Không được pháo trận nhưng tốc độ tiến công lại tỏ ra rất linh hoạt. Tới đây tiếp tục xe 3 bình 2, rồi kết hợp với xe còn lại, Tả Tĩnh không còn cơ hội nào nếu như không ra sức mà phòng thủ trước. Lấy xe 5 bình 8 truy đuổi, giữ một con đường quan trọng, pháo lại tạt biên. Nhưng đau khổ ở chỗ, tới đây vẫn chưa hết, cho dù Tả có xoay sở kiểu gì, vẫn bị Vương tiến pháo còn lại qua, rồi đưa vào trung lộ. Thiên địa pháo trận kết hợp với cả đôi xe, hoặc là xe 3 bình 4 để mai phục sát, hoặc là xe 4 bình 3 để tiêu diệt chốt, bắt pháo 7. Hàng phiến phòng thủ của Tả Tĩnh chính thức sẽ bị vô hiệu, gần như không thể nào cầm cự được lâu dài. Bởi vậy chỉ cần một nước dịch pháo mà thôi, nhưng về phía của Tả đang gánh lấy sức ép nặng hàng ngàn cân, anh lựa chọn dùng xe quay về hai nước tích cực mà phòng thủ. Nhưng về phía của Vương, cuộc cờ lại trở nên rất đôi đơn giản, anh chỉ cần lấy xe này diệt chốt bắt pháo ngay, pháo đối phương phải chạy trước, rồi thừa cơ đưa chốt để qua hà. Quân xe đường 3 trong hình cờ này đã phát huy tối đa sức mạnh của mình, tức là việc lấy xe mà tiêu diệt,
tớt tượng này cũng gãy ngay. Bởi vậy, để nguyên tà tính lấy C275 đem vào trung lộ, hay là chọn cách mà phòng thủ. Vương lấy xe để khiếp vào, tạ dùng xe tiêu diệt chốt, tạo ra một thế liên hoàn, hồng có thể mời đổi. Binh này tiến một. Và quả thật vậy, tới đây tạ lấy xe bình 6, hồng có thể giành trước một con đường sườn. Vương đã chấp nhận, tạ lấy xe này tiêu diệt, áp lực về hàng tuyến tấn công đã không còn. Đôi xe của Vương nguy hiểm nhất bị tạ hóa giải, cho nên tới đây Vương tìm cách đưa thêm quân viện trợ, dùng mã 9 tiến 8 nhảy lên cửa hà. Nếu như tạ tới đây dùng xe tiêu diệt về chốt thì Vương chỉ cần thúc ngựa qua, chắc chắn là tạ mấy phen phải nguy ngờ, cho nên lùi xe về phòng thủ. Cuộc cờ cũng vì vậy mà từ từ rơi vào tình cảnh bị động. Vương tiến pháo chìm đáy ngay, chuẩn bị có thể lệch chốt, thế tam tử đã hiện ra rõ ràng, cho nên tạ tính bệnh xe để kích đổi. Vương chấp nhận phương án này, còn nếu như không thì mất chốt rất oan uổng. Tượng này tiêu diệt rồi lấy pháo để tạt biên. Một nước cờ rất tinh tế và sắc sảo, mặc dù chỉ mang ý nghĩa chờ đợi, nhưng thứ nhất, việc tạ xích pháo này bay qua hà để chém chốt là không thể. Và thứ nữa, việc của Vương tới đây chỉ cần đơn giản tìm cách để đưa thêm quân viện binh kết hợp với pháo này. Lựa chọn tiếp tục, tạ dùng mã 1 tiến 2. Vương lấy pháo bệnh sang để bắt chốt, tạ cũng dùng pháo kê sang đuổi bắt trả. Thì Vương tới đây đã nhảy mã qua hà, dùng pháo này tiêu diệt lên chốt cũng là cơ hội để Vương có thể phi mã mà ngọa tạo ngay. Còn phương án chính thức tới đây của tạ là dùng mã 2 tiến 4 để có thể kích đổi nhằm vào quân pháo đường 7. Vương chẳng chấp nhận mà xích pháo này nổ chốt đè sát cục, nhân tiện dùng mã này truy đuổi pháo 3, cho nên tạ tới đây cũng thủ sẵn trước cho mình là dùng pháo này chém thẳng về chốt đối ứng ngang ngửa. Và Vương lấy pháo này vỗ mặt để chiếu trước, tướng của tạ xuất cung rồi lại dùng pháo quay về. Nước cờ cần kíp để ngăn cản một đòn hợp công với pháo còn lại của tạ tính. Pháo ba lúc này đã hết cửa để di chuyển sang cánh còn lại, cho nên thành thử quân pháo biên trong hình cờ này đã vô dụng hoàn toàn. Tiếp tục anh lấy pháo 9 bình 7 để đe bắt chốt. Vương lệch chốt vào, rồi tạ dùng pháo 7 quay về hai trường, có lẽ cũng là một chiêu thức đáp trả. Tức là việc Vương không thể nào dùng pháo 5 để hợp công với pháo biên của mình. Nhưng có vẻ với thế đứng này, về chiều hướng của tạ khó khăn hơn rất nhiều. Vương dùng pháo 5 tiến 1, vừa cản mã, vừa chuẩn bị pháo 5 bình 2 để hợp công. Tạ thấy mà không thể nào ngăn cản được. Lựa chọn tiếp tục là dùng pháo 3 quay về vài trường. Không thể nào ngay vị trí này để có thể phòng thủ ở cánh còn lại, mã sẽ chém bay đầu mất. Còn quân pháo đường 7 này cũng vậy, chỉ cần lỡ ngỡ sẩy chân thì quân tượng này cũng hốt tròn. Cho nên đây là một nước cờ gần như đã thể hiện rõ sự bất lực của tà tính. Còn về phần của mình, Vương không phải lấy pháo 5 bình 2 mà đầu tiên vỗ mặt trước. Đây là một thủ đoạn rất khôn ngoan, ép buộc rằng tà phải tướng vào, rồi mới lấy pháo 4 bình 2, tác dụng đe sát cục là rõ ràng. Một cách đánh lời tiên để ép buộc rằng tạ sẽ phải dỡ tung cả hàng tuyến phòng thủ. Vương dùng chốt mà tiến một. Tới lúc này, mặc dù chỉ là một chốt sắp sửa gõ cửa, nhưng hình cờ của tạ sẽ được một phen nguy ngập nếu như không đối phó từ trước, tức là binh 4 này tiến một. Tiểu quỷ phách môn, bởi vậy lấy tướng 5 tiến một, hồng thoát thân trước. Thì Vương làm gì? Dùng pháo 1 để thối lui ngay. Đây xem như đã là một đòn chí mạng mà Vương nhắm về phía của tạ. Tức là việc dùng tướng để leo lầu, tới đây, hồng mở đường tướng xuất còn lại tháo chạy càng xa càng tốt, tạ không thể nào làm được. Tướng di chuyển tất sẽ bị pháo trùng tuyệt sát ngay. Mà đau khổ hơn nữa cũng chẳng thể nào đến nguyên vậy, giả thử là binh biên tiến một, pháo chiếu ngay. Tướng quay về, dùng chốt này để tiến lên, chuẩn bị có thể tiến cả đôi pháo này về để sát, cho nên đành phải giải quyết trước. Pháo tiến, tướng xuất cũng bị chốt 4 này tiến một, hình thành một sát cục kinh động. Nói như vậy, tức là ở trong hình cờ này, tà tính phải tìm mọi cách mà phòng thủ từ trước. Nhưng oái âm thay, tới đây tình cảnh chính thức đã muộn màng. Mặc dù sát cục của Vương còn tận tới mấy hiệp, nhưng tà không làm được gì cả. Đau khổ nhất là pháo 3 lẫn đồng đẳng của nó ở lỗ 7 gần như đã hoàn toàn vô dụng. Nước xa khó cứu nổi lửa gần, việc di chuyển đã trở nên rất khó khăn. Không hề có cách nào để ngăn cản được, nước cờ khả thi nhất có lẽ là phải thoái ngựa về ngay. Nhưng về phía của Vương lúc này cũng chỉ cần tung đòn kết liễu, mã 6 nhảy xuyên đường tâm. Vừa có thể dập tắt hy vọng cuối cùng của tà tính, tức là mã 6 trong hình cờ này cũng không thể nào phòng thủ được. Vừa cũng như đe ra một sát cục hiểm ác khác là pháo này sẽ cắm lên dùng mã đạp lấy sĩ để sát. Nhưng lựa chọn dùng pháo quay về thí mạng cũng không thể nào giải bỏ,
để có thể thấy được tình cảnh nguy cấp của họ Tạ vào lúc này. Vương tiến pháo ngay, tướng quay về rồi lại dùng chốt để tiến một. Pháo này mà tiêu diệt sang tất sẽ bị mã nhảy là tuyệt sát, bởi vậy sẽ chỉ còn lựa chọn là dương sĩ lên và pháo sẽ tiến một. Mọi chuyện lúc này kết thúc như biến cờ ở trước, tướng tháo chạy rồi binh sẽ tiến một. Còn quay trở lại với thực chiến, lúc này đòn dùng pháo để thối một, Tạ Tĩnh chỉ còn cách dùng tướng quay về đợi chờ một bản án tử, binh tiến một rồi anh mới chịu để quy hàng. Một cuộc cờ cho thấy một công lực siêu hạng của tay cờ bá chủ kỳ đàn đương thời, quả thật là rất khủng khiếp. Còn video đến đây là kết thúc, chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.